không vấn đề gì. Với con bi này thì hoàn toàn thể đánh hai băng con bi số 8 đẹp được. Có lẽ sẽ là 1-3. Một cú đẩy cú lê một băng nữa thôi và ra con bi số 9. Vâng, như vậy đẩy cú lê hai băng. Không sao, 1-3 các bạn ạ. Như vậy là cái toan tính bắn an toàn trước đó của anh Bảo Châu hoàn toàn là ok. Rồi, như vậy là không thành công. Phơi ra được con bi số 2 này nhưng mà quá là khó chịu khi mà bị cò tay bởi con bi số 4. Nếu mà thực hiện thành công con bi số 2 này thì đây hoàn toàn là một hình bi mở cho Nguyễn Bảo Châu. Tốt giữa bên tay phải. Sau đó khả năng cao vẫn là ăn con bi số 5 cùng lỗ. Rồi, với cái hình này thì có lẽ đúng là như vậy rồi. Không sao. Và bây giờ sẽ là một cú đánh 3 băng để điều ra con bi số 6. Và tai nạn nhất sẽ là va chạm xấu với con bi số 7. Rồi, với cái má này thì tôi rất là thích đẩy cu lê. Không biết anh Ngô Bảo Châu, à anh Nguyễn Bảo Châu nghĩ gì. Có lẽ là một đường đẩy rồi. Sau đó con bi số 9 vào lỗ giữa bên tay trái màn ảnh của các bạn. Lực. Tôi nghĩ là tình huống vừa rồi thì anh Nguyễn Bảo Châu điều non lực các bạn ạ. Nhưng mà không sao, bây giờ ra được con bi số 9 vào lỗ góc bên tay trái phía xa màn này. Cũng rất là ngon ăn. Vâng, cú này má hơi nặng, cẩn thận táng một băng mà trượt. Hay. Không có vấn đề gì với anh Bảo Châu. Ba đều rồi. Tôi cứ tưởng là cái đoạn đầu Tạ Văn Linh đánh bay như thế là Tạ Văn Linh sẽ có được nhiều lợi thế cơ, nhưng mà bây giờ thì nó đã cân bằng rồi. Như vậy là lợi thế duy nhất của Tạ Linh đấy là anh được phá trước. Có đuôi không ạ? Vâng, cũng xin lỗi đến từ anh Bảo Châu. Rồi, nếu mà con này mà có đường chém mỏng vào má phải ở bi số 2 thì chắc chắn là Tạ Linh sẽ làm rồi. Chém mỏng vào con bi số 2, con bi cái đi hai băng và sau đó hai con bi được ngăn cách với nhau bởi con bi số 7. Còn nếu không thì có thể thực hiện một cú A hai băng và gót con bi số 2 vào giữa con 4 với cả cái băng dài kia. Hay. Rất hay từ Tạ Linh các bạn ơi. Như vậy là anh Tạ Linh có thể tính toán chi tiết đến cái mức như vậy. Hay. Còn với góc nhìn của tôi vừa rồi thì tôi sẽ gót con bi số 2 vào khe giữa con 4 và cái băng dài kia. Và sau đó con bi số 2 khả năng cao nó sẽ ở cái vị trí như con bi 4 ở thời điểm hiện tại. Còn nếu mà gót được đuôi ra sau con bi số 7 này thì là quá hay rồi, không có gì phải bàn. Một tình huống xử lý tốt đấy từ Tạ Linh. Đấy, chắc chắn là không hề dễ dàng để cho Bảo Châu. Thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Sao đánh bia trông dễ vậy? Hóa ra là con bi số 3 rồi, chỉ cần đánh thế thôi nó ăn các bạn ạ. Vâng, nhìn cái hình bi con bi số con bi cái nó bị hơi gần con bi số 3.
Có lẽ là tình huống vừa rồi thì chỉ có thể khen anh Bảo Châu quá hay mà thôi. Bởi vì chắc chắn tình huống của Bisoba rồi nó là một tình huống không hề đơn giản. Hay. Và tỷ số sẽ là 4 đều. 4 đều rồi các bạn. Gì đây? Ồ, quá hay đến từ Tạ Linh. Rồi đến bây giờ thì sẽ là một cái tình huống A1 băng. Với cái đầu gậy này, với cái hướng gậy như thế này thì tôi khả năng là một cú A2 băng hay chăng? Bởi vì nếu mà A1 băng thì nó sẽ ở bên má phải ở bên số 9 cơ. Vâng, như vậy là một cú, vẫn là một cú A1 băng, không thành công rồi. Tình huống này thì một cú chém mỏng. Vâng, ra bi số 2 lỗ giữa ở cả hai bên đều là rất sáng. Mà nếu mà đánh con bi số 1 này xong mà điều ra con bi số 2 thì khả năng sẽ là 5-4 cho Tạ Linh. Một hình bi cực mở khi mà tất cả con bi nó đều có riêng đường và cực sáng. Có chăng thì chúng ta sẽ cùng xem là lấy má 5 ra 6 như rồi 6 ra 7 như thế nào. Anh Bảo Châu hiện tại đang được tính là hạng B bạn ạ. Nhưng mà tôi nghĩ là anh ý đừng đánh hạng B nữa. Bởi vì tôi không cảm nhận được là anh ý hạng B. Bởi hình như anh ý đã từng vô địch quốc gia rồi các bạn ạ. Để mà xếp anh Bảo Châu hạng B tôi cảm thấy là hơi hụt cho những cái người khác. Có thể là trong xuyên suốt cái thời gian vừa qua thì anh ý không thi đấu chuyên nghiệp nhiều. Không phải là không thi đấu chuyên nghiệp nhiều mà là không thi đấu cái lịch thi chơi của anh ấy nó không dày. Thế cho nên là đây để xem là có đánh chính xác con bi số 5 này không thôi, trong một tình huống cò tay không có vấn đề gì. Đúng rồi, như vậy đây sẽ là một tình huống mà đánh hai băng ở ra con bi số 8 ở góc bên tay phải phía xa màn ảnh của chúng ta. Rồi, hết rồi các bạn ạ. Tôi chả cảm nhận thấy cái gì nữa. Ôi ôi ôi, lực 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 lực. Rồi luôn, và cực kỳ đau đầu cho Tạ Văn Linh. Con này thì vẫn là chém con bi số 8 vào lỗ góc bên tay phải mà thôi, nhưng mà sao lại phải khổ thế anh ơi? Một tình huống xử lý phải gọi là cực kỳ lòng ngoằng đến từ Tạ Văn Linh. Vâng, ra được cái hình bi vừa rồi mà xử lý còn thực sự là vất vả các bạn ạ. Cái bàn này thì cũng đã khởi động rồi, cũng đã đánh đến được 7 ván thắng rồi. Và bây giờ chúng ta cùng xem là Tạ Văn Linh sẽ xử lý con bi số 8 này như thế nào. Rồi, xử lý vẫn cứ là được thôi, nhưng mà nhìn nó vất vả quá. Ôi, điều ra chi tiết chưa này. Vâng, và 8 năm Tạ Văn Linh đến với điểm hưu của trận đấu này.
Rồi, toi rồi. Các bạn ạ, như vậy là trận đấu này của chúng ta sẽ tiếp tục là dòng dài khi mà Tạ Linh bằng một cách nào đó, con bì số 1 lăn cực chậm vào cửa lỗ rồi rơi xuống. Bây giờ thì đuôi ở con bì số 2 chắc chắn là sẽ là một cú đánh an toàn mà thôi. Mà đánh an toàn đi đâu đây? Để tôi xem nào. Vâng, có lẽ sẽ là đánh an toàn. Rồi, sẽ là bắn nhẹ một chút vào con bi số 5. Và đường của con bi số 2 thì khả năng cao là bị lấp bởi con bi số 9. Tạ Văn Linh tình cờ tạo ra một cái tình huống 5-6 cũng khá là nhạy cả. Khi mà đường ăn con bi số 5 thì là còn, nhưng mà để điều ra con bi số 6 thì sẽ phải chọn một cái má cực kỳ là đẹp. Tuy nhiên thì cũng nhìn thêm một cái điều nữa là con bi số 4 thì nó đang nằm ở cái cửa lỗ giữa kia. Cửa một trong hai lỗ giữa kia cũng khá gần con bi số 5. Thì tôi nghĩ nó cũng sẽ là một cái tình huống gì đấy. Cũng bình thường thôi. Như vậy là bóc mặt con bi số 2 không thành công. Để lại cho Tạ Linh một cái đường có thể ăn được con bi số 2, nhưng điều được con bi số 3 hay không thì tôi chưa biết. Để xem nào. Con này nếu mà đánh thoát tay bị cái đi 1, 2, 3 bằng khả năng cao là va 4. À, khả năng cao là va 5 các bạn ạ. Mà nếu mà không va 5 thì còn phải soi được cái con bi số 3 qua khe 49 cơ. Nói chung đây vẫn là một cái ván bàn tôi đánh giá là khó. À, hoàn toàn có thể đẩy nhẹ con bi số 2 và sau đó ăn bi số 3 và lỗ góc còn lại cũng được mà. Đúng rồi. Như thế này đấy các bạn ạ. Tôi quên mất đấy. Tuy nhiên thế Tạ Linh sử dụng cầu tay ngắn và đặt cu lê vào thì tôi mới nhớ ra là có một cái đường như thế. Ok, các bạn ơi, Tạ Linh cũng đã giơ tay xin lỗi rồi. Một cái tình huống điều bi số 3 ra bi số 4 chắc chắn là có những cái sự may mắn ở trong đấy. Khi mà nó va chạm với con bi số 7 và nó ra được cái đường đẹp đến như thế này. Rồi bây giờ chúng ta cũng đến với cái tình huống điều con bi số 5 ra con bi số 6. Một tình huống khó các bạn ạ, nếu mà cảm thấy có thể chạy đạn cũng được. Nhấn con cái một cái. Và con bi cái có xu hướng nấp vào con bi số 6. Còn nếu không ấy thì sẽ là công rồi. Quá đau đầu luôn. Nếu mà tình huống vừa rồi, thật ra là nếu mà cảm thấy khó quá thì có thể chạy đạn cũng được. Tầm này mà để lên 7-8 là cũng căng đấy các bạn ơi. Sau đó thì anh Bảo Châu có được cái quyền phá bi ở trong tay. Rồi, cùng xem cú đánh có bi số 6 này. Không thành công. Không thành công từ Tạ Văn Linh và để cho anh Bảo Châu một cái đường không hề dễ dàng. Bây giờ chúng ta cùng xem ra. Có lẽ sẽ là bắn con bi số 6 vào lỗ góc bên tay phải mà thôi. Cái tầm này còn 3 bi thì rất là khó để chạy đạn.
Rồi, một con bí quá khó các bạn ạ. Và chúng ta có thể cảm nhận được cái độ giật phần nào của anh Bảo Châu. Rồi bây giờ tình huống nó dễ hơn hẳn cho Tạ Linh. Dễ hơn hẳn rồi các bạn ạ. Ok. Và có lẽ là đánh xong con bi số 7 này thì khả năng cao là bắt tay luôn. Cho nó nhanh. Có lẽ là anh Bảo Châu trước đấy chứ thì có lẽ là phải tự trách mình ở cái tình huống anh bắn trượt con bi số 9 thôi. Một tình huống không khó. Vâng, 98. À xin lỗi các bạn, 96.